Hello cả nhà nhá. Trời mưa gió, các đơn hàng thì giờ này các đơn hàng về tấm làm mát và chế quạt điều hòa thì cũng đã chững hàng. Vẫn còn các đơn hàng nhưng mà cũng đã chững, và em thời gian rảnh thì cũng không phải nhiều nhưng mà cũng có thời gian. Thì đây. Em xin giới thiệu chiếc quạt điều hòa mà do bên shop em chế. Bên em dùng quạt chế quạt điều hòa là gồm những vật liệu sau. Một là đảo gió thì cũng tự bên em chế nhá. Đảo gió hai chiều, tức là lên xuống và trái phải, gọi là đảo gió hai chiều đấy ạ. Chiếc đảo gió này thì cũng xin giới thiệu các bác cũng rất là chắc chắn, tay không thể đút được vừa đâu ạ. Không vừa đâu ạ. Rất là chắc chắn. Sau đây là em giới thiệu về chiếc quạt điều hòa này. Mục đích là chia sẻ kinh nghiệm anh em cùng chế cháo, với phương châm là cùng nhau phát triển, hướng tới một chiếc điều hòa thật là hoàn thiện. Thì em xin quay cận cảnh cho các bác xem. Đây ạ. Động cơ thì em dùng động cơ máy giặt cũng rất là phê. Chiếc quạt này em làm theo đơn đặt hàng. Và tấm làm mát thì màu đen là tấm làm mát chống rêu. Không như chiếc điều hòa này dùng thường thì đây ạ, dùng tấm làm mát thường thì nó đã mọc rêu. Nhưng đây tấm làm mát màu đen thì là chống rêu. Ngoài ra thì cũng có màu xanh. Màu xanh với màu đen là chống rêu, nó sẽ không mọc rêu các bác nhá. Thì ngoài các cái linh phụ kiện chế quạt điều hòa ra thì đây bên em cũng có bán chiết áp. Công tắc thì bên em không bán và bên em đã nhập về để chế quạt điều hòa. Và đây test với thử cho các bác xem luôn nhá. Em sẽ lấy một cái gì đó để test xem nào nó sẽ kinh hồn như thế nào nhá. Đấy ạ. Em bắt đầu bật. Nước đã hoạt động. Đây ạ. Úi giời. Động cơ máy giặt này thì được bên ngoài ghi là 180W. 180W. Con đứng vào đây. Con đứng vào đây. Đây ạ. Con đứng gần vào đây. Đây ạ. Úi giời, gió như thế này cơ mà. Gió của đội tuyển U23 Việt Nam. Và chiếc điều hòa đã chế cũng là coi như xong. Đây là đảo gió lên xuống nhá. Đây ạ. Bật cho các bác xem. Đấy, chiếc đảo gió lên xuống của chúng ta đang hoạt động. Đấy ạ. Đảo gió trái phải các bác nhá. Cũng đang hoạt động đấy ạ. Không biết là trước quạt này các bác có nghe rõ không, nhưng mà chắc chắn là nghe sẽ bị rè. Đấy, chiếc đảo gió trái phải cũng đang hoạt động. Em sẽ tắt đi. Ngoài ra thì em không dùng khay hoặc là hộp xốp, hộp nhựa gì cả. Em dùng luôn tấm alu để chế quạt. Và em cũng không làm máng hứng nước, mà em sử dụng bằng miếng xốp này. Xốp đây, vật liệu của nó đây. Vật liệu của nó đây nhá. Vật liệu của tấm xốp này dày khoảng 1 phân các bác nhá. Chứ không phải là xốp đóng các cái tivi tủ lạnh thông thường đâu ạ. Xốp này là xốp chống bẹp đây ạ. Chống bẹp cho sản phẩm. Thì đây. Cắt hình chữ U nhá các bác nhá. Còn đâu đây? Cái khớp lối lên lên cái ống 21, cái ống ống chia nước đây ạ. Ống chia nước làm dùng bằng phi 21. Và ống bơm lên thì em dùng ống phi 10. Đây, lối bằng khớp đồng đây ạ. Cũng đơn giản thôi. Nhưng mà các bác trông hình thức cũng thế nào ạ? Theo em thì là chiếc quạt này là
khá đẹp. Đẹp long lanh như trà xanh không độ và đẹp lồng lộng như sân vận động Mỹ Đình. Ngoài ra thì em sẽ dùng cánh quạt điều hòa nhá. Cánh quạt điều hòa nó sẽ có cái đây ạ, cái phía tay em chỉ đây ạ. Cái phía này nó tạo gió sâu và nó sẽ đẩy gió rất là xa các bác nhá. Khoảng chừng 5-6 mét vẫn vẫn còn độ mát nhá. Chứ nó không thẳng như cái cánh của cục lóng điều hòa. Đây ạ, cánh này sẽ là cánh vớt gió đây ạ. Đây ạ. Đây ạ, đấy. Nó sẽ có cái cạnh như vậy. Đây ạ, còn đâu phần báo nước đây ạ. Báo nước thì em cũng đã quét quét như thế này. Em khoan hai lỗ và em sẽ rạch giữa, xong là bắt đầu em sẽ bẻ. Thế là có phần báo nước. Nước của chúng ta đang đến mức này đây ạ, mức tay em đây ạ. Rất là rõ ràng ạ. Đây gọi là một siêu phẩm chứ không phải là một tác phẩm nữa ạ, một siêu phẩm. Một siêu phẩm này gọi là siêu phẩm kinh điển. Được bo góc rất đẹp. À, chào bác Chiến Hiền, đây là không phải là em làm sản phẩm này và em không sản phẩm của em cũng không được em không thương mại sản phẩm. Tại vì làm thời gian rất là lâu công và bán ra thị trường thì cũng không được cao lắm, tại vì sản phẩm chiếc quạt điều hòa hiện nay trên thị trường thì cũng nó cũng khá rẻ. Chiếc quạt điều hòa này em bán ra thị trường với giá là 3 triệu các bác nhá. Giá là 3 triệu. Đầy đủ chức năng các bác nhá. Đây là chiếc áp. Em bật đây. Đấy. Đây em đều chỉnh chiếc áp đây nhá. Đây ạ, à, em đang vặn chiếc áp. Các bác cũng không nhìn rõ đâu ạ, nhưng mà em sẽ điều chỉnh về mức 0 đây ạ. Thì chiếc áp thì chiếc motor của chúng ta ngừng quay, chiếc quạt của chúng ta ngừng quay. À, như hiện tại đây là về mức 0 thì vẫn thấy quay. Thấy quay như quay chậm thôi ạ. Đúng không ạ? Các bác nhìn thấy ạ. Quay chậm, gió ra lưu diêu. Đây ạ. Đây ạ. Đấy. Em vặn lên rồi đấy ạ. Hết cỡ rồi. Rất là phê. Đây ạ, con đứng. Đứng nghiêng rồi đấy. Đứng nghiêng. Đây nhá. Đây ạ. Con đứng dịch ra ngoài quạt đi. Đấy, không có gió nhá. Con đứng gần vào quạt đi. Rất là phê. Con đứng ra cách độ khoảng chừng 5 mét đi. Đây. Đây, đứng đây. Đứng nghiêng ra thì gió. Đây, vẫn có gió các bác nhá. 5 mét vẫn có gió. Gió rất là sâu. Rất là mát. Vậy thôi ạ. Em xin giới thiệu qua nhá. Bắt đầu giới thiệu lại. Ở bên phía ngoài là em dùng tấm alu dày 3 ly làm vỏ, đồng thời làm khay đựng nước luôn. Còn đâu về phần keo gắn thì em dùng keo này. Em không biết là keo gì nhưng mà nó ghi là silicon. Silicon này là silicon màu đen các bác nhớ. Đây ạ. Các bác cứ mua lọ này cho em gắn, không bao giờ chảy nước đâu ạ. Em chỉ ra ngoài cửa hàng em nói là silicon màu đen. Nó sẽ gắn được alu. Còn đâu em không làm hộp hộp làm khay khay để máng, gọi là máng hứng nước. Đây ạ. Và thay vào đó là em sẽ làm bằng cái tấm này, tấm xốp. Tấm xốp như thế này, không phải là xốp đóng hàng đóng tivi tủ lạnh thông thường đâu ạ. Và phía trên đây em sẽ làm bằng ống 21. Ống bơm nước từ máy bơm ra thì em chỉ làm ống phi 10 thôi. Lên đây em sẽ có một khớp nối. Khớp nối đồng 21 và 10. Chỗ này là 10 này. Đây là 21 này. Đây ạ, dùng bằng quạt, dùng bằng chiết áp. Công tắc
công tắc này là công tắc nguồn, đồng thời là bật tắt toàn bộ nguồn của chiếc quạt. Tắt công tắc này đi là các chức năng dừng hoạt động. Mặc dù nó vẫn báo đèn đấy ạ. Báo đèn đây chỉ là báo điện, có điện thôi. Thế thôi ạ. Ngoài ra thì có các bác nào hỏi gì không ạ? Ngoài ra thì có bác nào hỏi gì không để em sẽ dừng video tại đây. Vâng ạ, shop Duy Hạnh xin kính chào các bác. Shop Duy Hạnh chuyên cung cấp xỉ lẻ tấm làm mát thay thế cho quạt điều hòa và chế quạt điều hòa. Cùng với tấm làm mát thì bên em bán phụ kiện kèm theo. Phụ kiện bên em thì gồm bơm, rồi là cục nóng điều hòa, cánh quạt, rồi là phao, rồi là chiết áp. Ngoài ra thì bên em cũng là chế đồ ở các linh phụ kiện kèm theo con motor 775 để chế cháo các đồ phục vụ cho anh em chế cháo. Ngoài nữa ra thì bên em chế bơm và chế máy hút bụi. Mục đích sử dụng của bơm và máy hút bụi là có thể là về các bác sử dụng phục vụ cho sản xuất này, phục vụ cho gia đình này. Ngoài ra thì các bác có thể mang sản phẩm bơm chế và máy hút bụi chế của em đi dự thi khoa học kỹ thuật đấy ạ. Vâng ạ, em xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào video kế tiếp. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào và xin chào.